Bữa nay là cái ngày gì đâu mà sao nó yên tĩnh dữ vậy ta? Hôm qua nhà ông anh hai gây lộn, bữa nay xem gu vậy? Im gu cũng buồn. Chạy bệt coi thử coi. Ơ, gì mà miệng mồm chắc tư vậy? Anh! Gì hả? Chị bá bị cái gì kìa, cái môi bá chắc tư kìa, coi chừng bá ư đó kìa. Mày tào lao quá mẹ ơi. Làm gì có. Em nói thiệt á, bả nằm chỗ đằng đó kìa, cái môi bá chắc tư luôn. Anh em gửi chén hoài đi, coi chừng bá ư luôn bây giờ. Gì? Cái môi bá chắc tinh nữa hả? Trời ơi, để tôi kể cho mày nghe nè. Vậy anh hai nói đi. Bà hổm ta đi nhậu nguyên một ngày, bà tức bà không ăn uống gì hết trơn á. Bà nói từ đây về sau bà không nói chuyện với tao nữa. À, hàng chi qua nay em thấy im gu. Mày thấy vợ chồng tao cãi lộn um sùm mày thích lắm hả? Đâu có đâu. Mà cũng buồn lắm mày ơi. Ê, mày có cách nào mà làm cho bà hết giận tao không? Cách đó hả? À, ừ. Có sao không anh? Ê, mà khoan, khỏi đi mày ơi. Thấy mày là tao thấy có điềm à. Nữa, để em giúp cho. Thôi, em nói thiệt mà. Mà anh không cần phải nói chuyện trước luôn. Mà chị tự động lại kiếm anh nói chuyện luôn. Ôi, ghê chưa? Ê, mày nói rồi đó nha. Nhưng mà được không mày? Được chứ anh. Mày chắc ăn không đó? Chắc chứ sao không anh hai. Anh hai cứ yên tâm. Ok. Nếu như mày giúp được anh sẽ lo cho mày một chầu. Thôi nha anh. Mới hôm qua nhậu xong bữa nay bị chữ mà không bỏ. Đúng là anh tính nào tặc nấy thiệt chứ. Em giờ bỏ nhậu rồi. Ghê mày. Vậy chứ mày muốn kẹo gì? Karaoke. Ôi thánh thần ơi. Đó, anh đồng ý rồi nha. Thôi em đi nha. Ôi là trời, có con em sao nó bào mình dữ vậy trời. Chị ơi, chị ơi. Chị sao rồi chị? Khỏe, không có sao. Khỏe không sao mà cái môi trắng tư vậy? Đã nói là bình thường rồi. Mà sao mày không ở nhà đi mà chạy qua đây làm gì vậy? Cái mà ổng đi nhậu nữa hay gì? Dạ đâu có đâu. Em mới gặp ổng ở nhà kìa. Rồi mày gặp ổng làm gì? Ổng nói chị bệnh. Ổng lo cho chị quá trời luôn. Cãi ổng. Ổng nói chuyện qua giờ không ăn không uống gì hết trơn á. Ổng lo ổng sốt ruột kìa. Chả quan tâm. Sao mà khó chứ gì trời. Chị nói cho cưng biết ha. Cho dù cưng mà có nói tốt với ổng bao nhiêu lần đi chăng nữa, ba đời gì chứ nói chuyện với ổng nữa. Vậy là bây giờ nói tốt đẹp không được rồi. À thì giờ mình có cách rồi. Sớm em qua gặp ảnh cái ngậu đó kìa, ảnh cầm điện thoại á, ảnh nói chuyện với ai mà nói chuyện nhỏ xíu à. Ông nói đợi chiều nay ông chạy qua đó ông chơi. Rồi cái gì mà ảnh nói là để cho vợ anh ăn xong gì nữa đó. Cái gì? Mày nói thật không? Em nói thiệt. Đúng là ông mê mồi rồi. Mày còn nghe ông nói gì nữa không? Dạ còn nhiều lắm. Mày nói cho tao nghe liền. Dạ dạ. Ông nói là tiền bạc khỏi lo. Dưới cái gói nằm á, ông cắt tiền nhiều dữ lắm. Bây giờ lòi ra cái vụ giấu tiền nữa. Còn cái gì nữa không? Còn nữa, ổng còn nói chị hen sâu quắc luôn, thua mấy cái người mà đi ở ngoài nữa kìa. Rồi sao chị môi đỏ nhanh vậy? Tại ổng chê tao xấu nên tao tuốt lên cho thiệt là lộng lẫy. Vô rồi, vô rồi. Chiến này là lụm kèo thiệt rồi. Mà quên đó chị, ổng còn một chuyện này nữa nè. Mày nói lẹ liền, mày nói lẹ cho chị nghe, còn chuyện gì nữa? Cái này nó mới quan trọng nè, nhưng mà... Mày không cần phải sợ, ở đây có chị, mày nói đi. Ổng nói cái gì mà ổng với chị không có nói chuyện nữa? Kêu cái gì mà em cứ yên tâm đi. Bọt xớt luôn. Thì ra là ổng, để tao đi kiếm ổng. Dạ dạ dạ, để vậy em cũng đi luôn, mà khoan chị. Xíu nữa chị gặp ổng á, nhớ cái ổng nhỏ nhẹ thôi nha. Rồi để tao. Anh ơi, trời ơi, dậy đi, giờ này còn ngủ cái gì nữa. Cái gì? Xong xuôi hết trơn luôn rồi đó nghe. Bây giờ anh chỉ là chuẩn bị vô nói chuyện với chị hai thôi. Chút xíu là bà hãy kêu anh vô nói chuyện đó. Ê, sao mà hay với mày? Anh hay ơi, vô em nói nghe nè. Đó, 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 thấy chưa? Thôi em đi về trước nha. Anh ơi, bây giờ đi, chút xíu tao qua tao chở đi liền. Em nồn nào lắm đó, nhớ nghe, chào anh ơi. Lâu gì lắm mà mới nghe được tiếng anh ơi, ngọt như mấy lùi. Ngọt hả? Ông giấu tiền ở cái gói nào? Có đâu. Đi vô.
hả? Ông anh này đi không? Từ từ đi mà ông chạy dữ vậy trời.